Đây là một cái củ loa phóng thanh hay người ta gọi là cái loa nén. Thì cái việc mà loa nó bị hỏng cái củ này thì thông thường là nó hay bị cháy cuộn dây hay là cái cuộn coil ấy. Thì cái việc thay cuộn coil, cuộn dây thì nó cũng khá đơn giản, tuy nhiên cũng không phải là ai cũng làm được. Đây mình sẽ cho các bạn xem này. Đây mình đã tháo các cái ốc này ra, thì khi bạn tháo ốc ra thì các bạn nhấc nó ra. Các bạn lưu ý đây là một cái loại loa thông dụng giá rẻ nhé. Có nhiều các cái hãng loa nó cấu tạo nó khác nhau, thì các bạn thấy đây. Đây là cái cuộn coil nhá. Và lật đằng sau thì đây là cái cuộn dây này, cuộn dây này. Thì các bạn nhìn thấy này. Đây, cuộn dây này. Nó bị tung hết ra này, thì cái nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân là do cái người lắp cái cuộn coil này trước đấy là lắp không đúng kỹ thuật. Mua thì rất rẻ, cuộn dây này nó chỉ có khoảng trên dưới 10 ngàn thôi, khoảng gọi là 20 ngàn đi, rất rẻ luôn. Nhưng mà lắp không đúng kỹ thuật thì chỉ dăm bữa là nó sẽ bị hỏng như thế này. Đây, cuộn dây như này là đứt luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộn dây này nếu mà lắp không đồng trục vào cái rãnh này, cái rãnh từ này, khi mà cái loa nó hoạt động, nó rung động và cái cuộn dây nó cà vào cái rãnh này, dẫn đến là nó bị bong tróc. Đấy, cái này cuộn dây là không phải cháy nhé, không phải là quá công suất mà cháy đâu. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đồng vẫn vàng ươm này, không có cái vết cháy đen mà nó do cái cọ sát này. Cũng có nhiều loại loa mà nó quá công suất nó cháy thì mua thì thay cái cuộn dây này là ok thôi, nhưng mà để thay được chuẩn ấy thì cũng không phải là đơn giản. Nhưng nếu mà chúng ta thay mà không chuẩn ấy thì lại bị tình trạng như này. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thay cái côn loa chuẩn, làm sao mà thay xong thì nó đảm bảo được cái độ bền của nó cho tới khi nào nó chỉ quá công suất nó mới cháy thôi. Rồi đầu tiên các bạn sẽ mua cho mình cái coil loa, cái côn loa như này. Và các bạn phải làm sao mua đúng cái kích thước của cái côn loa nhé. Ví dụ như cái loa này kích thước là 51 mm thì chúng ta phải mua đúng kích thước của nó để làm sao nó vừa đúng vào. Chứ còn nếu mà chúng ta mua nó không đúng thì là lắp không được. Và các bạn có thể đặt mua cái coil loa này theo cái link mà mình để ở trong cái phần mô tả video. Thứ hai nữa là các bạn chuẩn bị cho mình một cái lọ keo. Và cái lọ keo này các bạn có thể mua cái loại keo con chó. Cái con chó này thì bán rất sẵn ở các cái cửa hàng kim khí ở các địa phương. Còn nếu không có thì các bạn có thể dùng tạm ngay cái keo dán giấy của học sinh cũng được. Và các bạn để ý trên cái cục từ của loa nó sẽ có một cái tấm nhựa này. Tấm nhựa này chính là cái tấm để định hình này. Thì tấm nhựa này nó sẽ có hai cái ngạnh này, nó sẽ khớp vào hai cái lỗ để định hình nhé. Đây này. Đấy, đây hai cái lỗ, hai cái ngạnh nó khớp vào hai cái lỗ này. Nó sẽ định hình và nó sẽ căn vào giữa này. Đấy, nó căn vào giữa này. Thì bây giờ mình sẽ nhấc cái nhựa này ra để chúng ta sẽ lắp cái coil loa này. Và trên cái nhựa này nó sẽ có hai cái rãnh này chính là hai cái rãnh để chúng ta bỏ hai cái dâu nó vào. Thì đây, các bạn sẽ đặt hai cái dâu nó vào hai cái rãnh như này và chúng ta sẽ cân làm sao cho cái côn của loa chúng ta nó sẽ chuẩn vào cái khay nhựa của chúng ta. Các bạn sẽ dùng keo con chó chúng ta phết phết một ít lên lên. Chúng ta phết khoảng 4 góc. Đấy, 4 góc phết một ít để là mục đích của nó là để cho nó giữ cố định. Giữ cố định cái côn loa và nó định hình vào chính giữa, chính tâm. Chứ nếu mà không dùng keo thì chúng ta rất khó lấy chính tâm được. Và dẫn đến là sau một thời gian sử dụng ấy thì là nó sẽ bị cọ sát, nó sẽ làm hỏng cuộn dây. Đây, chúng ta đã bôi keo xong thì bây giờ chúng ta sẽ úp cái côn loa lên. Và chúng ta sẽ căn làm sao cho cái dâu nó vào đúng hai cái rãnh này. Đấy, dâu nó vào đúng hai cái rãnh. Cái keo con chó này thì nó sẽ không khô nhanh đâu, nên là các bạn cứ thoải mái các bạn làm thôi. Không cần phải làm vội vàng gì cả. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ căn cái dâu nó vào đúng hai cái giữa này. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ căn được cái côn loa nó sẽ nằm vào giữa cái vòng tròn trắng của cái nhựa này. Thì thông thường mình sẽ dùng bằng cách là dùng hai cái tay của mình. Đấy, gồm có hai ngón tay, ngón cái và ngón giữa này chúng ta ốp vào hai bên như này. Đấy, thì lúc này là cái côn loa của chúng ta nó sẽ bằng với cái mép của cái nhựa. Bên này nó sẽ bằng mép. Đây. Và cái tay còn lại mình cũng sẽ ốp như vậy. Thì lúc này là mình sẽ căn được vào giữa luôn. Và chúng ta sẽ dùng mắt để chúng ta nhìn làm sao cho cái vòng tròn của cái cuộn dây nó nằm chính giữa là được. Sau khi mà chúng ta đã căn chính giữa rồi thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ dùng những cái kẹp quần áo này, chúng ta kẹp nó vào để cho cái keo nó khô nhé. Chúng ta kẹp 4 góc để cho keo nó khô. Trong quá trình kẹp, các bạn cũng có thể điều chỉnh làm sao cho nó vào đúng tâm là được. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Như thế này là nó đã đúng tâm rồi. Tất nhiên là ở cái chỉ số nó chỉ tương đối thôi, không thể chuẩn xác 100% khi mà chúng ta dùng tay chúng ta làm được. Ok, cái này mình sẽ để đây khoảng 20 phút để cho nó khô cái keo. Sau khi mà keo nó khô rồi thì bây giờ chúng ta tiến hành lắp đặt vào thôi.
Bây giờ các bạn thử ướm vào nhé. Chúng ta ướm thử vào để xem nó có bị cọ sát hay không. Thì hai cái ngạnh trắng này chúng ta sẽ ốp vào hai cái rãnh đây, hai cái rãnh đây, rãnh này. Đấy. Cái màng này nó tương đối cứng nên là cái việc mà di chuyển để gọi là biết được xem nó cọ hay không thì là sẽ rất khó. Nhưng mà đây các bạn thấy không, khi mà nhấc ra nhấc vào như này mà thấy nó dễ dàng mà nó không bị cọ này thì là tương đối chuẩn rồi. Bây giờ thì các bạn tiến hành hàn thôi. Các bạn sẽ hàn mồi trước cái dâu loa để cho nó ăn thiếc. Và chúng ta bỏ cái dâu ra chúng ta hàn. Ok, chúng ta đã hàn cái dâu xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chụp nó vào. Sau khi hàn xong thì các bạn sẽ tháo cái ốc ở cái đáy này ra. Tháo ra để chúng ta bỏ cái nắp nhựa ra ngoài cho dễ lắp. Thì đây là cái củ từ này. Cái tủ từ của cái củ loa này. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp nó, úp nó lên. Đấy. Các bạn có thể lùa tay vào để ốp nó vào. Đúng vào hai cái lỗ là được. Sau khi ốp vào hai cái lỗ thì bây giờ cái mặt nhựa phía trên này các bạn sẽ căn làm sao cái lỗ nó vào cái lỗ ốc của cái củ từ phía dưới là được. Sau đó là chúng ta sẽ bắt ốc vào thôi. Thì các bạn lưu ý nhé, cái ốc nó đều có một cái vòng nhựa. Cái mục đích của cái vòng nhựa đó chính là cái để nó chặn nước, để nước nó không vào bên trong loa. Nên là chúng ta cần phải có cái chặn nhựa như này. Nếu nó mất thì các bạn kiếm một cái khác hoặc các bạn phải gắn keo nó vào. Đấy, các bạn bắt đủ tất cả các ốc và vặn đều tay ở mức độ chặt vừa phải thôi. Bởi vì các bạn vặn chặt quá thì cái này nó bằng nhựa mà. Nó sẽ có thể nó bị giòn, nó lão hóa, nó vỡ. Sau khi mà bắt đủ tất cả các ốc vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt cái chụp đằng sau lại. Thì các bạn lưu ý ở đây nó sẽ có một cái gioăng cao su màu đen này. Đấy, thì nó sẽ phải khớp với cái chụp mà đằng sau để cho nước nó khỏi vào. Các bạn làm sao mà để cho nó khớp vào, nó không bị cong vênh, để khi mà chúng ta bắt ốc vào là nó bịt kín nó vào. Sau đó là các bạn sẽ dùng ốc để chúng ta bắt nó vào. Cái ốc đằng sau các bạn cũng vặn vừa phải thôi. Và để đảm bảo thì mình sẽ cho thêm một tí keo vào trong đây để nó chống nước. Ok, bây giờ tiến hành thử thôi. Các bạn sẽ cắm âm ly vào và chúng ta nghe thử. Các bạn thấy rằng là âm thanh nó rõ ràng, nó không bị sột soạt hoặc rẹt rẹt. Như vậy là chúng ta đã lắp thành công rồi. Ok, chúc các bạn thành công.